Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Trưa nay thì xuống chuẩn bị thay nước kiến hả chị? Kiến ho thôi thỉnh xuống luôn đi chị, sáng cũng mới cho bắp cửa này kiến không à cô chú anh chị. Đấy, thay nước buổi trưa. Là gỡ mấy cái chung ở đây hai chị chống lại bàn thờ hai con chú anh chị. Rồi, ai dặn nước sẵn không vậy trời, biết xuống thay nước thì ai dặn nước sẵn luôn vậy. Chị Tiên ơi, người ta biết xuống thay nước sẵn hay gì, người ta dặn nước sẵn kìa nè, dặn cái vòi nước chạy sẵn hả? À, biết xuống thay nước cho buổi trưa cho thầy gì nè, đã sẵn nè, hồi hứng vô rửa luôn chứ dặn gì nữa. Dặn xuống thay nước thầy buổi trưa, biết ai xả nước là sẵn trời. Ở dưới đây có ai đâu dặn nước vậy ta? Đúng thật bất ngờ á. Ờ, chắc thầy biết giờ này là Bùi Hải xuống nè. Bùi Hải với mấy chị xuống thay nước, thắp hương. À, trả nước trước mà. Chuyển mưa nữa chứ gì nữa, bữa nay chắc mưa nữa, mưa chắc giờ giỏng lên trên đó. Ôi trời,
tiếu nha. Không biết ai mở nước luôn trời. Để em lắp chung luôn. Xuống thay nước buổi trưa nhân lên thầy xuống chưa gì hết là sáng đem ra lửa mấy cái chung, không biết ai mở nước sẵn, ai mở nước sẵn cho la lửa chung. Ai mở nước trời, ở dưới đây có ai đâu ta, phải không? Phải cũng đâu có ai sử dụng cái gì đâu, mở đèn phải có cái phải có bà cô, bà cô mà bà đi dọn dẹp vòng vòng đây á thì mình nói bà mở nước, bà đi tưới đi dội. Còn xuống không thấy ai đâu mà ai mở nước lần đó trời. Ngộ rồi. Hả? Bên này chê. Một câu rồi, có hai một câu. Dạ, thôi, buổi nãy vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị rồi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. Và trước khi kết thúc video Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi trưa thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý ạ. Một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.